Nội dung đặc sắc chuẩn bị mang đến cho bạn. Nước Pháp tràn ngập sự lãng mạn. Chuẩn bị đón tiếp một cô gái mang đầy ước mơ. Bonjour. Cuối cùng cũng tới được nước Pháp. Tôi ngửi thấy mùi hương rất nổi tiếng. Trong mùi hương này gồm có mùi nước hoa, mùi túi xách và cả mùi nụ hôn kiểu Pháp nữa. Đặc sắc tập này, chuyến du lịch mộng mơ Bordeaux dành cho thiếu nữ. Ngọt ngào, mơ mộng. Thế nhưng, điều chờ đón cô ấy lại chính là rượu vang. Đúng vậy, vì cô đã tới Bordeaux thì chỉ có một việc tốt nhất mà cô phải làm. Đó chính là nếm rượu vang ngon nhất thế giới này. Rượu ngon, mới sáng sớm mà đã uống rượu liệu có ổn không? Ở một thành phố mà mỗi năm sản xuất tới 850 triệu chai rượu. Đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều rượu vang như vậy. Ở một thành phố trồng tới hàng trăm ngàn hectare nho. Wow, giống y như đường, y như mật vậy. Sao bạn có thể không mê uống rượu, giỏi uống rượu, uống đủ kiểu rượu chứ? Quá lãng mạn, làm tôi nhớ tới nước mắt của người yêu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Tiểu Ngũ hạ cánh xuống vương quốc rượu vang. Ngọt giật tận trong tim, quá ngọt luôn. Làm mới lại tất cả kiến thức của bạn về rượu vang. Khác đúng không? Đúng là khác, thực sự rất khác. Cạn ly. Bordeaux là một thành phố nằm ở phía tây nam nước Pháp. Nếu nhìn thoáng qua thì nó có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nói thành phố này giống như một khúc nhạc, thì hương thơm rượu vang phản phất trên khắp mọi con phố chính là mỗi nốt nhạc của nó. Là một trung tâm rượu vang của thế giới, một ly rượu vang sẽ có thể trở thành lý do duy nhất để bạn đến với thành phố này. Muốn hiểu được rượu vang của Bordeaux thì cách tốt nhất chính là trở thành một chuyên gia nếm rượu. Tôi có tư chất để nếm rượu, cứ nhìn khí chất nho nhã của tôi, rồi lại còn rất hiếu học, thì mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói ra thì đơn giản lắm, nhưng muốn trở thành một chuyên gia thẩm định rượu ngon thì trước tiên bạn cần phải tìm một người dẫn đường tại vương quốc rượu vang này. Bái sư trường rượu vang Bordeaux. Xin chào, Tiểu Ngũ đúng không? Đây là giáo viên của tôi sao? Chào em, chị tên là Trương Đồng Đồng. Trời ơi, em cứ tưởng là một người nước ngoài, cho nên em còn đi học thêm mấy câu chào hỏi bằng tiếng Pháp nữa. Không sao, có thể dùng mà. Được rồi, bắt đầu. Cô giáo Trương ở trước mặt Tiểu Ngũ nhìn còn rất trẻ, nhưng cô ấy chính là giảng viên được chứng nhận của trường rượu vang Bordeaux này, đã lăn lộn gần 10 năm trong thế giới rượu vang của Bordeaux rồi. Muốn tìm được một người Trung Quốc hiểu về rượu vang hơn cô ấy ở Bordeaux thật sự rất khó. Nhưng mà yêu cầu của cô Trương đặt ra cho học trò cũng không dễ dàng. Vừa tới là đã bắt Tiểu Ngũ phải làm một bài kiểm tra nhập môn. Tụi chị sẽ cho em làm một bài kiểm tra trước. Kiểm tra. Mới sáng sớm đã uống rượu sao? Cố lên nha. Em cảm thấy rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon. Quả nhiên là Bordeaux. Có một cảm giác đến từ Bordeaux, một cảm giác rất thật. Bởi vì khi em nếm thử rượu, em cảm thấy nếu như quá giá thì nghĩa là số năm quá ít, chứng tỏ nó chưa được ủ tốt. Nhưng vừa rồi nhìn cách em nếm rượu và cả cách đánh giá về rượu, chỉ cảm thấy có rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Mặc dù đã dùng hết lời hay ý đẹp để khen ngợi ly rượu ngon trước mặt, nhưng Tiểu Ngũ vẫn không thể may mắn vượt được ải của cô Trương. Cho nên, bài học của cô ấy phải bắt đầu từ bước đầu tiên của rượu vang, chính là ở vườn nho. Tại vùng Bordeaux, có 13.000 người trồng nho hiện đang quản lý 113.000 hectare vườn nho. Tuy di độ ở đây tương tự như vùng Trường Xuân của Trung Quốc, nhưng nhờ có khí hậu đại dương độc đáo và sự ôn hòa của ánh nắng, nơi này lại trồng ra được loại nho ngọt và mọng nước nhất, thích hợp để uống rượu. Ở đây, phần lớn rượu vang được sản xuất trong các trang viên của gia đình. Chẳng hạn như nơi mà Tiểu Ngũ vừa mới đến đây. Xin chào, rất vui được gặp cô. Xin chào. Xin chào.
Cô ấy nói tiếng Trung hay quá. Anne là nữ chủ nhân của trang viên này. Trang viên của cô ấy nằm ở Entre des Mers. Entre des Mers có nghĩa là giữa hai vùng nước, là vùng sản xuất rượu có diện tích lớn nhất ở Bordeaux. Có tên như vậy là vì có hai con sông bao quanh. Vùng này mỗi năm sản xuất 15 triệu chai. Wow, các bạn có thấy hai vườn nho rộng mênh mông bên cạnh tôi không? Đều là của nhà cô ấy hết. Wow, họ đang hái nho kìa. Con có thể giúp cô không? Tất nhiên rồi, rất hân hạnh. Cảm ơn cô. Giờ tôi cũng là một nhân viên của họ, sẽ cùng đi cắt nho với họ. Như vậy được chứ? Tôi hút sức hoàn hảo. Đây là cả một chùm. Cô ấy nói chùm này là đầy đủ cả một chùm. Hơn nữa còn sức hoàn hảo. Cắt như vậy sẽ không cần phải dọn ra những trái hư vì thời tiết nóng. Chỉ cần bỏ thẳng vào trong vỏ là được rồi. Khi bạn tiếp xúc với mấy trái nho này ở cự ly gần sẽ phát hiện ra nho này cực kỳ tươi. Bởi vì các bạn nhìn bên ngoài trái nho có một lớp bảo vệ màu trắng. Lúc trước hình như tôi từng đọc trong một quyển sách, nói là nếu bên ngoài trái nho có một lớp xương trắng dày thì có nghĩa là trái nho đó rất tươi và cũng cực kỳ ngọt. Vậy cho nên con nếm thử được không? Tất nhiên là được. Wow, cực kỳ ngọt. Hơn nữa tôi cảm thấy trái nho này có hơi khác với loại nho tôi hay ăn. Đó là hạt nho nhỏ hơn rất nhiều so với nho thường. Còn vỏ của nó thì lại rất dày. Các bạn xem. Nhưng mà nước bên trong lại rất nhiều. Nó có rất nhiều nước. Vậy. Hơn nữa nó còn cực kỳ ngọt. Vậy nên loại nho này có thể sẽ thích hợp để ủ rượu hơn. Vậy đây là loại nho gì? Đây là nho Merlot. Nho Merlot là Merlot. Vậy tại sao nơi này lại có nhiều nho Merlot như vậy? Bởi vì khu đất hiện tại của họ là đất sét, do có độ ẩm cao nên loại nho này họ trồng ra sẽ cực kỳ ngọt. Đây đúng là loại nho mà tôi thích nhất. Wow, nhìn thấy bao nhiêu người hái nho sau lưng tôi, khiến tôi bất giác nhớ tới bộ phim điện ảnh cực kỳ nổi tiếng là Đi trên mây. Có cảnh một đám công nhân sau khi hái nho đã đặt thành quả vào giữa, rồi cùng ca hát nhảy múa. Trong bộ phim Đi trên mây, nghi thức thu hoạch nho rất náo nhiệt trọng đại. Các công nhân hái nho dùng nghi thức này để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mong rằng rượu vang ủ được vào năm sau sẽ thơm ngọt. Còn ở Bordeaux, dù chỉ là một trang viên quy mô nhỏ như của Anne, như một đợt thu hoạch nhỏ cũng rất xứng đáng được ăn mừng. Sau khi mừng thu hoạch, anh đưa Tiểu Ngũ đi tham quan hầm rượu của cô ấy. Wow, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều rượu vang như vậy. Khắp nơi toàn là thùng gỗ. Bordeaux có một câu danh ngôn, rượu là con của người ủ. Bordeaux có hơn 8.000 trang viên rượu lớn nhỏ, nhưng cho dù là hai trang viên rượu ở kề sát nhau, thì mùi vị rượu ủ ra cũng có sự khác biệt. Anh tiết lộ cho Tiểu Ngũ biết bí quyết để ủ rượu vang. Nước ép nho được lên men, rút cặn rượu ra ngoài, chọn ra loại rượu có chất lượng tốt nhất, sau đó kết hợp các loại rượu vang với nhau theo một tỷ lệ hoàn hảo. Quá trình điều chế này sẽ kết hợp ra được nhiều mùi vị thơm ngon độc đáo. Và bước này chính là thử thách đầu tiên được bày ra cho Tiểu Ngũ. Học nhiều như vậy cuối cùng cũng tới bài kiểm tra đầu tiên rồi. Bài kiểm tra này sẽ bắt tôi điều chế ra một loại rượu mà bản thân tôi thích, sau đó đưa cho giáo viên của tôi nếm thử. Nếu giáo viên cảm thấy ổn thì sẽ cho tôi một điểm số cao. Còn nếu thấy không ổn tôi sẽ bị loại. Cho nên tôi cảm thấy nếu như điều chế không ngon thì dựa vào nhan sắc cũng ổn thôi. Xin chào Maxim, hân hạnh làm quen. Hôm nay tôi tìm anh ấy thực ra chỉ có một nguyên nhân. Đó là vì ngoài những công đoạn tiền đề như hái nho và trồng nho ra, thì cuối cùng làm sao làm ra được một chai rượu vang Bordeaux ngon đều cần phải trải qua một quá trình điều chế rượu này. Cách điều chế như thế nào chính là bí mật để làm ra rượu ngon của mỗi trang viên. Maxim là chuyên gia điều chế trong trang viên. Chỉ giác khó tính của anh ấy sẽ quyết định rượu sản xuất ra có được yêu thích hay là không. Quá trình điều chế mà Maxim trình bày nhìn có vẻ không hề khó. Để phù hợp với trình độ của một người sơ cấp như là Tiểu Ngũ, anh ấy đã cung cấp 3 loại rượu đủ cho Tiểu Ngũ điều chế.
Loại rượu đầu tiên này là Merlot. Cái này để tôi nếm thử. Còn đây là Cabernet. Tôi cảm thấy ba loại rượu này đều có đặc điểm riêng. Thực ra tôi cảm thấy Merlot là loại mà tôi thấy ngon nhất, bởi vì mùi thơm trái cây của nó rất đậm, cho nên tôi quyết định sẽ pha nó với tỷ lệ là 60%. Chết, đổ thành 70% rồi. Thôi, 70 thì 70 luôn. Là 70%. Còn loại rượu này là rượu Cabernet. Độ cồn của nó khá là cao. Tôi cảm thấy với một loại rượu mạnh như vậy thì mùi vị tôi nghĩ sẽ hợp với nam giới hơn. Vậy nên sẽ là 20%. 20% cho loại này sao? Phải. Cũng được. 20%. Rồi cuối cùng là Monpet. Màu của nó là đậm nhất. Cái này thì đơn giản 10%. Xong rồi. Cô chắc chưa? Tôi chắc. Được. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nếm thử thôi nào. Được. Cuối cùng cũng tới thời khắc nghiệm thu thành quả. Ly rượu vang pha chế tùy tiện theo kiểu tiểu ngũ này có thể làm hài lòng được vị giác đã nếm rất nhiều rượu của Maxim không? Mùi vị còn lưu giữ trong phần miệng. Rất ngon. Mùi trái cây đậm đà. Mùi vị nhất định phải lưu lại trong giò miệng. Nhưng mà độ cồn của nó có hơi mạnh, nhưng vẫn rất ngon. Ngon lắm. Thực ra là vì anh ấy hiểu rõ dụng ý của tôi. Tôi cố ý mà. Anh ấy nói thời gian mà vị rượu động lại trên giò miệng khá là lâu, cho nên nó rất ổn. Có một điều là mùi vị rượu này có hơi mạnh một chút. Nhưng mà điều này là do vừa rồi tôi có nói rồi. Tôi pha riêng cho anh ấy mà, cho nên rượu phải mạnh một chút. Rồi, anh cho điểm đi. Được rồi, nếu như phải cho điểm thì tôi sẽ cho cô... Khoan đã. 98. 98. 98. 90 thôi. 90 thôi hả? 90. Thôi mà, 95 đi. 92. 92. Trời ơi, cứ liên tục trả giá, cuối cùng cũng được 92 điểm. Vậy là xem như đậu rồi. Cảm ơn. Rượu này thật sự rất ngon. Cảm ơn anh. Sau một màn trả giá kịch liệt, bài kiểm tra đầu tiên của tiểu ngũ cũng xem như có được một điểm số rất khá. Mang theo thành tích này, tiểu ngũ quyết định đem về khoe ở trường rượu vang. Quá trình uống một ly rượu vang phức tạp như vậy, sau một khoảng thời gian chờ đợi, khi ly rượu này cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bạn rồi, nếu muốn uống được thì không phải đã phụ lòng của người ủ rồi sao? Thiết kế bài học ở trường rượu vang Bordeaux cực kỳ linh hoạt. Độ dài khóa học có thể từ 1 ngày cho tới 2 tháng. Tiểu ngũ thời gian chỉ có hạn. Điều muốn học nhất chính là kỹ năng nếm rượu mà lúc sáng cô Trường đã nhắc tới. Đây là điều mà sáng nay em cảm thấy tò mò nhất. Tại sao lại nói là không chuyên nghiệp? Chúng ta sẽ đi từng bước nha. Được, em sẽ đi từng bước. Thấy tiểu ngũ ham học như vậy, cô Trường sao có thể không truyền thụ lại các bí quyết nếm rượu của mình kia chứ? Quý khán giả thân mến, mau mau rút sổ tay ra nào. Vì chúng tôi đã giúp các bạn khoanh vùng lại các trọng điểm trong bài học nếm rượu của tiểu ngũ. Nếu bạn không thể tới được Bordeaux nhưng lại muốn trở thành chuyên gia nếm rượu trước mặt bạn bè thì phải ghi nhớ kỹ các bước này. Bước thứ nhất, nghiêng ly để xem màu sắc và mật độ, từ đó đoán sơ bộ được năm tuổi rượu. Nó càng vàng thì chứng tỏ tuổi của rượu này càng cao. Bước thứ hai, lắc nhẹ ly rượu, nhìn độ bám lên thành ly để phán đoán nồng độ của rượu. Nếu rượu có nồng độ càng cao, thời gian bám lại trên thành ly sẽ rất lâu. Bước thứ ba, đưa mũi vào ly rượu để ngửi mùi. Bước thứ tư, lắc ly để mùi hương tỏa ra, rồi ngửi một lần nữa. Khi ngửi lần đầu thì cảm thấy mùi cồn rất mạnh, nhưng lần thứ hai lại không thấy mạnh như vậy nữa. Bước thứ năm, uống ngụm đầu tiên theo kiểu súc miệng, để rượu tiếp xúc hoàn toàn với lưỡi và miệng. Các vị trí trên lưỡi có cảm nhận khác nhau đối với các vị chua, ngọt, mặn, đắng. Vậy nên khi uống rượu vang, chúng ta phải súc thật mạnh, giống như là súc miệng vậy. Súc hết từ trước ra sau, từ trái qua phải. Sau đó, bạn sẽ có thể thật sự hiểu được ly rượu trước mặt bạn rồi. Wow, thì ra có nhiều kiến thức tới như vậy. Trước giờ em cứ tưởng chỉ cần uống vào miệng, ngậm một chút rồi nuốt vào là xong. Thì ra trước tiên phải súc miệng, đưa hết ra trước, sau, trái, phải để cảm nhận được mùi vị của rượu.
Đúng vậy, từ đó mới đánh giá được mùi vị rượu này. Đúng. Hơn nữa em cảm thấy đây cũng giống như là đạo lý nếm trà ở Trung Quốc vậy. Đúng vậy, đúng là cùng một đạo lý. Nhưng thực ra mục đích chủ yếu nhất của việc nếm rượu vẫn là hưởng thụ ly rượu này, hưởng thụ cảm giác cùng uống rượu với bạn bè. Vậy thực ra rượu này ngon hay là không ngon, không quan trọng quá. Quan trọng là quá trình hưởng thụ. Chỉ hưởng thụ thôi là đủ rồi đúng không? Đúng vậy. Cạn đi. Nói thật sự rất đúng. Nhưng mà muốn có được chứng nhận của người nếm rượu thì cần phải vượt qua một bài kiểm tra. Công sức dạy dỗ mà cô Trương dành cho Tiểu Ngũ chuẩn bị nhận được thành quả rồi. Wow, nhiều nhãn hiệu rượu quá. Đúng vậy, hiện giờ em cũng xem như có một trình độ hiểu biết nhất định về rượu Bordeaux rồi. Phải. Nên hiện giờ tụi chị sẽ cho em chơi một trò chơi bảng nâng cấp. Các chị đang muốn chơi em đúng không? Làm gì có chuyện đó. Bày ra trước mặt Tiểu Ngũ là bốn loại rượu đã được cô giáo Trương chọn lựa kỹ càng. Rượu vang hồng Bordeaux, rượu vang ngọt Chateau, rượu vang đỏ và rượu vang trắng. Vậy bây giờ có bốn loại rượu, bốn ly rượu, hình như em đoán được phải làm gì rồi. Nhiệm vụ mà chị giao cho em bây giờ là tụi chị sẽ bịt mắt của em lại. Em phải nếm rượu rồi nói cho chị biết ly nào là loại rượu nào. Chúng ta sẽ làm theo quy tắc của Pháp. Chỉ cần trả lời đúng một nửa là xem như qua. Xem như đậu. Đúng. Được. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Đây là vang trắng. Em trúng chiêu rồi. Không thể nào, đây là rượu vang trắng mà. Là vang hồng. Nhưng mà không sao. Bình thường khi bọn chị nếm rượu thì vang hồng và vang trắng đúng là có hơi khó phân biệt, có thể thông cảm. Thực sự là quá giống. Em cảm thấy áp lực quá. Bởi vì trong 3 ly còn lại em phải trả lời đúng 2 ly. Có nghĩa là tương đương với tỷ lệ trả lời đúng phải là 70% thì mới có thể qua ải được. Yên tâm đi, ly tiếp theo em chắc chắn qua. Chị Đồng Đồng, em yên tâm, chị chắc chắn sẽ chăm sóc em. Được. Ly thứ hai. Được, yên tâm. Ngửi trước đã. Ly này em cảm giác ngửi một cái là biết ngay là gì rồi. Để chứng minh suy nghĩ của mình, em sẽ nếm thử. Đây là rượu vang trắng. Chính xác 100%. Bởi vì cái khó nhất đã qua rồi. Bởi vì cái khó phân biệt nhất thì vừa rồi đã loại ra mất rồi. Vậy hai ly còn lại em không nhìn đâu. Lại đi. Rồi, một ly. Hai ly. Hai ly. Được. Nếu như em chỉ cần ngửi thôi đã đoán trúng thì có điểm cộng không? Trời ơi, nếu vậy em sẽ là cao thủ rượu vang đó. Vậy sao? Vậy có phần thưởng gì không? Sẽ tặng đồ bịt mắt này cho em. Chỉ vậy thôi hả? Đồ bịt mắt này vốn đây là của em rồi mà. Vậy em đeo rồi. Không cần đoán luôn, đúng như em đã nghĩ. Đây là rượu vang đỏ, đây là vang ngọt. Cực kỳ chính xác, rất giỏi. Có phần thưởng gì không đây? Thưởng cho em một nụ hôn gió. Được. Cảm ơn. Vậy điểm số hôm nay là... Thường thì đoán đúng 50% là qua. Qua được xem như là ổn rồi. Nhưng em đoán đúng tới 3 ly nghĩa là được 75 điểm. Hơn nữa cuối cùng còn là nếm 2 ly cùng một lượt, cho nên phải thêm điểm. Cho nên số điểm cuối cùng quyết định cho em là 85 điểm, loại xuất sắc. Wow, đập tay cái nào. Em cảm thấy sau buổi học hôm nay thực sự rất có thu hoạch. Nếu như em chưa được học gì hết thì em cảm thấy không thể nào phân biệt được 4 ly rượu này. Vậy mà bây giờ em lại đoán được đúng tới 3 loại trong này. Tự mình cũng cảm thấy mình quá giỏi. Tự like cho mình luôn. Sau khi may mắn an toàn vượt qua bài kiểm tra thứ hai, mặt của Tiểu Ngũ đã trở nên đỏ bừng rồi. Và lúc này con đường trở thành chuyên gia nếm rượu của cô ấy còn bao xa nữa. Uống từ sáng cho đến tối, ngày hôm nay của Tiểu Ngũ thật không nhẹ nhàng. Để thưởng cho sự học hành chăm chỉ cả ngày của cô ấy, cô giáo Trương Đồng Đồng nhận lời dẫn Tiểu Ngũ đi ăn một bữa hoành tráng. Xin chào. Xin chào. Chào chú. Chào chú. Xin chào, xin chào.
Để chị giới thiệu với em, chú Tommy là cao thủ ẩm thực món ăn Trung Quốc ở Bordeaux. Chú ấy đã nghiên cứu các món ăn kèm với rượu trong 30 năm rồi. Nghe danh đã lâu. Tommy là Hoa Kiều ở Pháp, tự mình học tiếng Trung, cùng anh trai mình mở một nhà hàng Trung Hoa ở Bordeaux. Tuy trong nhà hàng đều toàn là người Pháp, nhưng các món được phục vụ lại toàn là món ăn tứ xuyên. Vậy là hôm nay đã chuẩn bị cho con một bàn tiệc thịnh soạn vậy sao? Đúng vậy. Mời vào xem. Con biết rồi, đây là món gà khung phao, heo hai lớp, tôm sốt ớt. Đúng, cô nói đúng hết đó. Ngoài ra em cũng biết được, Tommy là một cao thủ ẩm thực đã nghiên cứu sự kết hợp giữa rượu vang và món ăn Trung Hoa được nhiều năm rồi. Vì vậy hôm nay con rất muốn biết suốt cuộc món ăn Trung Hoa sẽ kết hợp với rượu vang như thế nào. Món ăn Trung Hoa chúng ta có 23 mùi vị phức hợp, không hề đơn giản. Trong món ăn tứ xuyên thì vị của ớt và vị chua ngọt có nhiều lúc khi kết hợp với rượu vang sẽ có vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta kết hợp với rượu vang trắng thì lại khắc phục được vấn đề này. Uống rượu vang ngọt này với thịt heo hai lớp. Heo hai lớp? Đúng vậy, cô nếm thử đi. Vậy con không khách sáo nữa. Ngon, với lại còn hơi cay. Wow, tôi cảm thấy trong miệng hiện giờ đang xảy ra một phản ứng hóa học rất là thần kỳ. Món heo hai lớp này thực ra là một món rất truyền thống của Trung Quốc. Hơn nữa, cách nấu món này cũng rất truyền thống, dùng rất nhiều ớt và tiêu, cho nên đã nâng cấp vị tê và vị cay lên một bậc rất cao. Vậy nên cho dù là người Trung Quốc, khi ăn món này thì cả đầu lưỡi và cuốn lưỡi đều sẽ có một cảm giác tê tê cay cay. Nhưng mà sau khi uống một ngụm rượu vang trắng ngọt vào rồi thì sẽ phát hiện ra vị cay đột nhiên biến mất một cách thần kỳ. Hơn nữa, vị ớt và vị tiêu này lại biến thành một vị ngọt, khiến cho trong miệng, trong vòm họng, rượu này sẽ điều động lại hết trong miệng. Vậy nên bây giờ, khi nói chuyện, tôi cảm thấy mình cũng thở ra mùi rượu nho ngọt ngào. Tỏa hương thơm ngát hả? Đúng, phải đó. Còn nữa, con còn một câu hỏi. Đó là con vẫn cảm thấy hơi không tin. Món heo hai lớp này chỉ có thể ăn với rượu vang trắng, chứ không thể với rượu vang đỏ sao? Em muốn thử không? Con muốn thử, rất muốn thử. Được thôi, được. Chúng tôi sẽ lấy vang đỏ cho cô thử. Chua quá. Đúng. Nó còn chua hơn. Bây giờ cô thử ăn với món tôm sốt ớt đi. Thực ra đúng là có sự thay đổi rất vi diệu. Thực sự là thấy không tin. Thực sự là quá kỳ lạ, nghĩa là sau khi ăn món này rồi uống rượu vang đỏ vào thì lại không còn cảm thấy chua nữa. Ngược lại còn giảm bớt đi độ chua của nó. Nhưng mà vừa rồi khi uống rượu vang ngọt vào thì rượu này lại cực kỳ ngọt, cảm thấy rất ngán. Tại sao? Bởi vì đa số mọi người uống vang trắng với lại thịt trắng, vang đỏ với lại thịt đỏ. Nhưng món ăn Trung Quốc thì lấy mùi vị làm chủ, lấy vị giác làm chủ. Vậy nên phải kết hợp rượu với mùi vị, chứ không phải với thịt, khác với người phương Tây và người Pháp. Người Pháp ăn theo kiểu mùi vị tự nhiên. Đúng vậy. Ăn theo đúng mùi vị tự nhiên của thịt. Do cách nấu món Pháp và món Trung có sự khác biệt, nên Tommy phải nghiên cứu rất lâu mới nắm được cách phối hợp tốt nhất từng món ăn với từng loại rượu. Trong nhà hàng của ông, tùy theo mùi vị của từng món ăn mà khách hàng đã gọi, nhà hàng sẽ đưa ra từng ly rượu phù hợp với món ăn đó nhất. Đỉnh cao kết hợp rượu vang với ẩm thực cũng chỉ đến mức ấy thôi. Nhà hàng mà chúng ta đang ngồi đây là nhà hàng mà Tommy đang kinh doanh ở Bordeaux. Hơn nữa, nhà hàng này thực ra cũng cực kỳ nổi tiếng ở Bordeaux, hình như là nổi tiếng nhất. Giả lại lúc nãy khi chúng ta bước vào thì hầu như bàn nào cũng đông nghẹt khách. Con có thể nhìn thấy lúc đầu tại sao chúng mở nhà hàng này, có phải vì sở thích cá nhân thôi không? Thật ra thì cũng bắt nguồn từ sở thích. Nhưng mà thật ra tôi cảm thấy mình sống ở nước ngoài cũng đã nhiều năm rồi, phải đọc về Trung Quốc nhiều hơn.
Mục đích là muốn tìm hiểu về nền văn hóa Trung Quốc. Trong nền văn hóa Trung Quốc thì cách nấu nướng là một nét văn hóa rất quan trọng. Nhưng mà tôi đang sống ở Pháp. Pháp cũng được công nhận là một vương quốc ẩm thực đệ nhất trên thế giới. Được, tôi đồng ý, không có vấn đề gì. Nhưng mà Trung Quốc có tới 5.000 năm lịch sử. Chúng ta cũng có văn hóa ẩm thực truyền thống của Trung Quốc. Nhưng bây giờ biết tìm ai, tìm người nào tới, nói cho người Pháp biết về văn hóa ẩm thực của Trung Quốc đi. Cho nên tôi cảm thấy đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Không thể đưa ra những sự kết hợp lộn xộn. Nào là món Trung Quốc kết hợp món Tây, món Trung kết hợp món Việt, món Thái. Tôi không thích. Tôi thích kiểu truyền thống nhất. Tôi vẫn giữ nguyên cách làm này của mình, cùng nhau làm với anh trai của tôi là Andy. Vậy là hai anh em của chú Tommy đã mang theo sứ mệnh mà tới Pháp. Mục đích thứ nhất là để tuyên truyền văn hóa món ăn của Trung Quốc, giới thiệu cho người Pháp biết, đồng thời giúp cho rượu của Bordeaux được dung hòa tốt với món ăn của Trung Quốc, để người Pháp có thể chấp nhận được món ăn Trung Quốc, đồng thời còn có thể thưởng thức được rượu vang Bordeaux. Đúng, cô nói rất đúng, đúng là như vậy. Vậy nên hôm nay tôi cảm thấy mọi người cho tôi ăn xong sẽ không buông tha cho tôi. Đương nhiên rồi, chắc chắn mọi người lại chuẩn bị ra thử thách cho tôi rồi. Vì tôi thấy chú ấy lén lấy cái gì đó từ đằng sau ra. Là mì. Phải, đây là mì tan tan. Mời cô nếm thử. Sau đó cô nói thử cho tôi biết cô thích loại nào. Nếu như theo đúng tư duy vừa rồi mới nói thì tư duy sẽ có hơi đi ngược. Nghĩa là mì trắng phải đi với rượu vang đỏ. Con thấy vẻ mặt của chú hình như không đúng. Để con ăn thử đã. Trong này có đậu phộng, rồi có thịt băm. Sợi mì này cũng được làm rất mỏng. Quan trọng là có một vị sốt ớt bùng lên từ trong cổ họng. Vậy nghĩa là hướng tư duy của con vừa rồi không đúng rồi. Không nên uống từ rượu vang đỏ mà phải uống từ rượu vang trắng. Đúng vậy, cô nói đúng đó, không sai. Không sai ha, để con thử xem. Wow, thực ra em không biết là so sánh như vậy có thích hợp không. Tức là có nhiều người, người Trung Quốc, mỗi lần ăn lẩu thì đều phải uống cái gì đó ngọt ngọt. Bởi vì vị ngọt này sẽ hóa giải rất tốt vị cay. Thực ra em cảm thấy mình là một người ăn cay rất giỏi. Nhưng món mì tan tan này, độ cay hoàn toàn có thể đánh gục em. Bởi vì nó rất tê, nhưng mà sau khi uống ngụm rượu này vào thì lại phát hiện ra vị tê và vị cay này dần dần tan đi. Ngược lại, còn có một vị ngọt của nho hồi lại trong miệng. Vậy con có được bao nhiêu điểm? 98, 99. Có thể cho cô 90. Thật ra rất giỏi rồi. Đáp án của cô cho cô 98 điểm vậy. 98 điểm. Wow, 98 điểm. Quá giỏi rồi. Rồi sao, rồi sao? Chứng nhận quen đâu, chứng nhận đâu. Phải đưa thật sao? Đưa đi mà, chuyên gia nếm rượu. Là người yêu rượu sao? Tôi biết đọc tiếng Anh mà. Đây không phải chứng nhận chuyên gia nếm rượu mà là chứng nhận người yêu rượu. Em muốn có bằng chứng nhận nếm rượu thật sao? Phải. Vậy thì phải uống thêm mấy năm nữa. Phải tới bọc đô vài lần nữa. Thật ra, không cần biết bạn là người yêu rượu hay là chuyên gia nếm rượu. Chỉ một tờ chứng nhận không thể hiện được tình yêu của bạn dành cho rượu vang. Ở bọc đô, có người truyền bá kiến thức rượu bọc đô ra khắp thế giới. Có người dành cả thanh xuân cho vườn nho. Có người bỏ ra mấy chục năm kết hợp từng chai rượu với từng vị giác. Bởi vì rượu vang chính là mùi vị cuộc đời của họ. Thích ăn dụng lắm đúng không? Làm gì có. Chỉ là mỗi lần hái một chùm tôi đều nếm thử để xem chất lượng của nó ra sao thôi. Nếu như ngon tôi sẽ bỏ vào trong giỏ. Còn nếu không ngon tôi sẽ ăn hết luôn. Đúng là không chịu nổi mà. Con người của cô giả tạo quá đi. Mọi người làm gì đó? Đạo diễn tới rồi, tôi muốn kiện. Cô đang hái nho mà. Tôi đang hái nè, đang hái. Sao cô lại ăn nho? Đâu có ăn. Cô ấy ăn nãy giờ đó. Không có. Tôi không có. Tôi chỉ muốn đảm bảo mỗi chùm nho được cho vào giỏ đều có chất lượng tốt nhất. Cho nên mỗi lần hái một chùm tôi đều phải nếm thử vị của nó. Nếu thấy nó ngon, tôi sẽ bỏ vào trong giỏ. Nếu không ngon, tôi sẽ ăn hết luôn.